Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 19 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Tất Thành Cang có 4 trọng tội, nhưng có một tội ông Nguyễn Phú Trọng không dễ đụng đến. Tất Thành Cang có 4 sai phạm lớn, tuy nhiên khi chưa bị bắt thì báo chí vẫn chưa được mạnh miệng đăng tải. Trong hồ sơ khởi tố vụ án, công an và cảnh sát của thành phố Sài Gòn họ chỉ căn cứ vào tội nhẹ nhất để truy tố. Tuy nhiên điều đó chưa đủ. Sau khi bị bắt, báo chí đồng loạt liệt kê ra 4 sai phạm lớn mà ông Cang đã từng nhúng chàm. Đó là những sai phạm nào? Và đó là những sai phạm như sau. Thứ nhất là chấp thuận chủ trương của văn phòng thành ủy biểu quyết phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược tăng vốn điều lệ tại công ty cổ phần phát triển Sài Gòn Sadeco, gây thiệt hại ít nhất là 153 tỷ đồng. Thứ nhì là quyết định cổ phần hóa công ty MTV Phát triển Công nghiệp Sài Gòn IPD từ 100% vốn nhà nước xuống còn ở dưới 50%, kéo theo hệ lụy là nguy cơ nhà nước mất quyền kiểm soát của cảng Cát Lái. Thứ ba là chủ trương cho công ty Tân Thuận, tức là công ty 100% vốn thuộc văn phòng thành ủy, bán rẻ hơn 320.000 m² đất dự án khu dân cư Phước Kiển, huyện Nhà Bè cho công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, làm nhà nước tiếp tục thất thoát tới 1.581 tỷ đồng. Và cuối cùng là sai phạm quyết định giao thầu cho công ty Đại Quang Minh 12 km đường khu đô thị mới Thủ Thiêm với giá 12.000 tỷ đồng. Đây là hình ảnh ông Tất Thành Cang và khu đô thị Thủ Thiêm. Trong 4 tội đó, công an thành phố đã khởi tố chấp thuận chủ trương để văn phòng thành ủy biểu quyết phát hành cổ phiếu cổ đông chiến lược tăng vốn điều lệ tại công ty cổ phần phát triển Sài Gòn Sadeco, gây thiệt hại ít nhất 153 tỷ đồng. Còn 3 tội còn lại thì sẽ bổ sung vào cáo trạng trong quá trình điều tra tiếp theo. Và những sai phạm nào của ông Tất Thành Cang, Nguyễn Văn Nên mới có thể đụng vào trong thời gian tới? Có một điều ai cũng biết, đó là bắt những người dưới quyền Tất Thành Cang thì bao giờ cũng dễ, còn bắt những người trên quyền Tất Thành Cang thì bao giờ cũng khó. Có 3 tội mà ông Nguyễn Văn Nên có thể dễ dàng dùng nó để buộc tội ông Tất Thành Cang. Đó là những tội nào? Thứ nhất là ông Tất Thành Cang đã tự ý quyết định cho cổ phần hóa công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn Sadeco, mục đích là bán cổ phần cho cổ đông chiến lược với giá rẻ như bèo, làm cho vốn nhà nước trong Sadeco bị thất thoát tới 153 tỷ đồng. Tất nhiên, cổ đông chiến lược đó là sân sau của ông Cang thì mới có thể được ưu ái đến như vậy. Đây chính là tội mà công an thành phố dẫn buộc để tiến hành bắt tạm giam ông Tất Thành Cang. Sai phạm này không có dấu hiệu nào liên quan đến cấp trên của ông Tất Thành Cang cả. Tội thứ nhì cũng liên quan đến quyết định cổ phần hóa, nhưng lần này là quyết định cổ phần hóa công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển khu công nghiệp Sài Gòn IPD, còn gọi là công ty con của công ty MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận IPC 100% vốn nhà nước. Khi đó, ông Tất Thành Cang với vai trò phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã chấp thuận tỷ lệ vốn nhà nước tại đây là 65%. Và khi cổ phần hóa, không biết ông Cang phù phép thế nào mà cổ phần của nhà nước trong IPC này còn chưa đến 50%. Và công ty IPC sau đó đổi tên là công ty cổ phần tiếp vận Đông Sài Gòn, viết tắt là ESE. Cả quyết định cổ phần và thực thi cổ phần đều trái với quy định của nhà nước. Vì cổ phần của nhà nước dưới 50% nên vì nhà nước mất quyền kiểm soát của ESE nên khi quyết định góp vốn vào dự án khu cảng công nghiệp Cát Lái là cảng trung chuyển, phía đối tác quyết định chỉ góp có 20%, làm nhà nước mất quyền kiểm soát cảng Cát Lái. Hành vi của Tất Thành Cang có dấu hiệu cố ý làm trái pháp luật để phục vụ cho nhóm lợi ích trong việc thu gom các dự án cảng biển quốc gia có tầm quan trọng về chiến lược, địa lý, kinh tế và an ninh quốc phòng vào công ty cổ phần. Đây là những dấu hiệu vi phạm của Điều 179 Bộ Luật Hình sự về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả đến tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. Sai phạm thứ ba là ông Tất Thành Cang bị kết luận vượt thẩm quyền khi chấp thuận chủ trương cho công ty Tân Thuận, tức là công ty 100% vốn thuộc văn phòng thành ủy, bán rẻ tới 320.000 m² đất tại khu dự án dân cư Phước Kiển, huyện Nhà Bè cho công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai. Lúc thực hiện hành vi này vào tháng 6 năm 2017, ông Cang là phó bí thư thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Khu đất có vị trí đẹp cạnh sông Sài Gòn, nhưng công ty Tân Thuận bán với giá chỉ 1,29 triệu đồng trên 1 m², thu về ngân sách có hơn 419 tỷ đồng. Giá này được cho là rẻ bất thường,
nếu bán theo giá thị trường có thể thu về tới hơn 2.000 tỷ đồng, tức là nhà nước thất thu tới 1.581 tỷ đồng. Tuy nhiên, sai phạm này không thấy có dấu hiệu nào liên quan đến cấp trên của ông Nguyễn Văn Đùa và khả năng ông Nguyễn Văn Nên truy tố Tất Thành Cang ở ba tội này. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Nên vẫn chưa dám đụng đến sai phạm ở Thủ Thiêm. Tất Thành Cang có một sai phạm động trời mà không ai dám đụng vào, và đó là gì? Trong thời gian giữ cương vị thành ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, ông Cang bị kết luận vi phạm quy định pháp luật về đất đai và quản lý đầu tư xây dựng khi phê duyệt dự án và ký tắt hợp đồng dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. 4 tuyến đường có tổng chiều dài gần 12 km, rộng từ 11,6 đến 55 m với tổng mức đầu tư là hơn 8.265 tỷ đồng. Nếu tính cả chi phí dự phòng do trượt giá và lãi vay 3.917 tỷ đồng, tổng số vốn lên tới hơn 12.200 tỷ đồng. Theo hồ sơ vào ngày 1 tháng 12 năm 2014, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh Đào Thị Hương Lan đang bị truy nã, ký hợp đồng xây 4 tuyến đường này. Nhưng trước đó một năm, vào tháng 11 năm 2013, ông Tất Thành Cang, lúc này là Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, đã đại diện ký với nhà đầu tư và hợp đồng này được đóng dấu mật. Về giá trị hợp đồng, Kiểm toán Nhà nước cho rằng khi so sánh suất đầu tư theo quyết định số 634/2014 của Bộ Xây dựng, chi phí được đề cập tính suất đầu tư trong tổng mức đầu tư của dự án 4 tuyến đường không cao hơn suất đầu tư công bố của Bộ Xây dựng năm 2013. Tuy nhiên, ông Tất Thành Cang lại đại diện cho Thành phố Hồ Chí Minh ký kết với nhà đầu tư làm dự án này bị cho là không đúng thẩm quyền. Theo quyết định 108/2009 quy định về đầu tư theo hình thức xây dựng và chuyển giao, thành phố chỉ được phê duyệt các dự án có tổng mức đầu tư dưới 1.500 tỷ đồng mà thôi. Đây là hình ảnh sai phạm của Thủ Thiêm vẫn là vùng cấm đối với ông Nguyễn Văn Nên. Đây là sai phạm lớn nhất mà cũng là sai phạm mà ông Nguyễn Văn Nên ngại đụng chạm đến nhất. Vì sao như vậy? Vì đơn giản, nếu đụng đến sai phạm này thì sẽ dính đến Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đùa. Mà với sức mạnh của ba ông này khi liên kết thì liệu ông Nguyễn Văn Nên có nhổ được hay không? Mà không nhổ được thì nên né. Và câu hỏi được đặt ra là vì sao khởi tố Tất Thành Cang lại trễ như vậy? Theo đánh giá của một số người trên mạng xã hội, thì các sai phạm của ông Tất Thành Cang theo các kết luận điều tra được cho là có hệ thống và nghiêm trọng. Mà trong thời gian dài, ông không bị xử lý kỷ luật, cách chức đến nơi đến chốn. Việc này đã tạo ra nhiều bức xúc trong công luận. Nhiều người trong nhân dân, cán bộ đã tỏ ra không hài lòng. Tới bây giờ, ông ấy mới bị khởi tố bị can và cho rằng đây là hơi trễ. Mặt khác bây giờ, chuẩn bị cho khai mạc đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam được tính vào đầu năm 2021, thì việc đẩy mạnh công tác chống tham nhũng, sai phạm mà đòi hỏi phải có những hành động ngay chứ không chần chừ thì những quan tham tẩu tán hết tài sản. Thực tế, lò của ông Nguyễn Phú Trọng vẫn luôn được thắp nóng và củi lặt vặt, làm chưa đến nơi đến chốn. Không biết vì vị nể hay chừa cho quan tham có đường thoát tới đây, nhưng nói chung người dân không hài lòng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa tự tin để nhổ hết nhóm lợi ích Sài Gòn. Ông Tất Thành Cang từng nắm nhiều chức vụ, trong đó ông từng có nhiệm vụ là Phó Bí thư Thường trực từ tháng 2 năm 2016. Dù như thế, ông không phải là người đứng đầu của Đảng bộ của thành phố mà ông còn phải chịu trách nhiệm và chỉ đạo giám sát của người trực tiếp cấp trên của ông ở cơ quan này. Tuy nhiên, ông Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải, sếp của ông Cang thì lại không được nhắc đến. Xử lý Tất Thành Cang thì dính đến những mối quan hệ trong bộ máy chính trị thành phố rất phức tạp, nên có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng không có cách nào xử lý sớm hơn được. Đó là nguyên nhân chính đưa ra. Và ông Nguyễn Văn Nên giữ vai trò gì trong thế lực của ông Nguyễn Phú Trọng? Không khó có thể nhìn thấy ông Tân Bí thư Thành ủy được là người điều chuyển từ Trung ương về để tạo ra cục diện mới. Trước đây, ông Nguyễn Thiện Nhân đã ngại ngùng, không muốn đẩy mạnh việc đó, nhưng bây giờ tình hình đã khác. Ông Nguyễn Văn Nên đã làm quyết liệt hơn. Đặc biệt, ông Nên không cần nhờ đến Bộ Công an thì chứng tỏ ông này có bản lĩnh và được ông Nguyễn Phú Trọng giao cho nhiệm vụ rất khó thực thi này. Hiện nay, ông Nguyễn Văn Nên với cương vị từng là Bí thư Trung ương Đảng, điều về làm Bí thư Thành ủy, có lẽ ông ta cũng đã nhận thức được trách nhiệm và do đó ông ta đã có động thái thúc đẩy để làm đến nơi đến chốn và làm hài lòng ông Nguyễn Phú Trọng
ngay trước đại hội đảng lần thứ 13. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Nên đang đặt cược số phận vào đợt xử lý nhóm lợi ích ở Sài Gòn. Về Sài Gòn, vừa là cơ hội vừa là thử thách đối với ông Nên. Khi ông về đến thành phố Hồ Chí Minh thì đây là những thử thách nếu làm nửa vời thì rất có thể đem lại hậu quả là tai hại cho ông rất nhiều. Nếu làm tốt thì ông sẽ về Trung ương và chỉ cần 4 năm nữa là thế kể ngồi ở một trong bốn ghế của tứ trụ triều đình. Sự nghiệp của ông Nên lên hay xuống là sự dứt khoát trong vấn đề xử lý nhóm lợi ích ông Hải, Quân, Đua và Cang. Hiện nay bắt ông Cang chỉ là bước đầu, còn bao nữa là nhiệm vụ có thể nói là rất khó với ông Nên. Nếu xử lý tốt, ông sẽ kiểm soát được bộ máy chính quyền thành phố và được ông Nguyễn Phú Trọng nâng đỡ tiếp tục. Nếu làm không tốt thì đất Sài Gòn sẽ không dung thứ cho ông và ông Trọng cũng sẽ không nâng đỡ nữa. Lúc đó thì sự nghiệp của ông Nên cũng khó mà tiến triển được. Ông Nên sẽ xử lý ra sao và chúng ta tiếp tục theo dõi vào thời gian tới khi mà bản thân sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng cũng đang ngày càng trầm trọng và khả năng ông không còn tại vị Tổng Bí Thư trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ 30-13 lần tới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 19 tháng 12 năm 2020 với bản tin Tất Thành Cang có 4 trọng tội, nhưng có một tội ông Nguyễn Phú Trọng không dễ gì đụng đến. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.